Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA nha Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một chủ đề rất nóng và rất hấp dẫn mang đầy tính thời sự luôn Đó là NATO, tức là khối NATO đó Khiêu chiến với Nga Mà Nga lại không có thể làm gì được NATO hết Cái này là mình nói thiệt chứ không phải mình lăn xê gì nước Mỹ nhà mình hay là NATO gì ở đây hết Cái này là mình nói sự thật 100% và mọi người cũng đã thấy sự thật 100% rồi Mọi người nghĩ xem, nếu mà cách đây chúng ta nói cả một tuần về trước thôi, đó, lúc mà coi như mấy gấu nga đó nó mới vừa xuân đi xâm lược nước Ukraine hay còn gọi là Ukraine đó thì có rất là nhiều người à, lên tiếng ủng hộ mấy gấu nga rồi đánh Ukraine đồ, tại vì căn bản là mấy người đó trước tiên đó, là mấy người đó là cái thể loại gì mình không có thể nói đi. Nhưng mà cái gì? cái căn bản là gì người ta thấy là wow mấy câu nga này đó nghe nó rất là bự rồi nó nước bự rồi quân đội lớn mạnh rồi này kia rồi nga ukraine thì nó nhỏ xíu à ham đánh không lại rồi à, mỹ với nato đồ này chứ không có thèm đưa quân vào không làm gì hết rồi từ từ nó nghe theo lối suy nghĩ của nhiều người lúc đó cái đây có một tầng gì trước là từ từ nga nó sẽ đánh qua tới nato nó sẽ đánh qua tới mỹ để nó lấy lại alaska à đùa giữ giữ nghe nghe nói coi vẻ là gấu nga này nó cũng ăn gan hầm mặt gấu rồi chứ không phải chơi đâu nhưng mà sau một tuần dĩ nhiên với tình hình hiện giờ đó nha là gấu nga đã bị thất bại ở chiến trường ukraine tại vì sao cái chiến thuật của gấu nga là gì nó đã quy động tất cả các lực lượng mà nó có thể quy động tức là cỡ 200.000 quân và mấy ngàn xe tuyết giáp tức là tất cả các lực lượng mà nó có thể điều động đi ra nước ngoài được và cái chiến thuật của nó là gì đánh nhanh thắng nhanh cái như là đua xu quân áp đảo lực lượng của bên phía ukraine là buộc bên phía ukraine phải đầu hàng vậy là nó không cần phải đánh nhiều làm cái gì hết nhưng mà rõ ra nó chẳng những nó phải đánh nhiều mà bữa nay đánh tới ngày thứ bảy thứ tám rồi nè và nó càng đánh thì quân nga chết càng nhiều xe thiết giáp xe tăng của nga bị bắn thành thang đó nghe càng ngày càng nhiều 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 thêm và ukraine nó thì càng ngày càng mạnh tại vì cái lực lượng dân quân của ukraine là bao nhiêu người À, rồi bao nhiêu triệu dân Ukraine người ta tham gia tình nguyện đi lính nè rồi bao nhiêu vũ khí của phương Tây đưa vào, mọi người nghĩ xem, Nga bây giờ nó chi hơn được Ukraine nằm ở chỗ là gì, ở trên không, đó là cái ưu thế trên bầu trời đó, thành ra nó mới thể bỏ bơm, rồi bắn tên lửa hành trình vào nó phá nhiều cái địa điểm, nhiều khu dân cư, đồ này kia luôn. Đó là một trong những nguyên nhân vì sao mà Ukraine người ta gọi kêu gọi Mỹ và NATO là phải hỗ trợ rồi thành lập cái gọi là no fly zone tức là dùng cấm bay ở trên bầu trời Ukraine để mà đối phó với mấy nga nhưng mà Mỹ và NATO chưa có thờ đồng ý nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi Mỹ và NATO hiện giờ đã chính thức khiêu chiến với gấu nga rồi và mọi người cũng đã thấy được cái sự khiêu chiến đó đó là gì cái việc đầu tiên á là Mỹ và NATO viện trợ vũ khí cho Ukraine mọi người cũng thấy rồi mỹ với nato viện trợ vũ khí cho ukraine rất là nhiều và sở dĩ lính nga mà nó chết hàng ngàn hàng vạn người như bây giờ đó. và bao nhiêu ngàn chiếc xe tăng thiết giáp xe tải của nga nó bị bắn phá banh chành hết là cũng nhờ vũ khí của mỹ với phương tây nói chung mọi người xem bản thân ukraine đó, nó nó đâu có đủ lực lượng để mà nó ứng phó cái, cái lực lượng mà tăng thiết giáp hùng hậu của bên phía nga được nó cần phải có sự giúp đỡ của mỹ với nato mà mỹ với nato thì đâu có đưa quân vào nhưng mà mỹ nato đưa gì đưa tên lửa chống tăng đưa hệ thống phòng không đưa tên lửa dắt dai những thứ đó thì nói trắng ra là gì là khiêu chiến mấy nga rồi chứ còn gì nữa mọi người nghĩ xem mỹ với nato đưa vũ khí cho bên ukraine tức là bên phía ukraine đó để giết mấy người lính nga thì đó gọi là khiêu chiến mày nghe hay chứ còn gì nữa mọi người xem đúng không đó thấy không trong khi đó trước khi mà chiến tranh xảy ra là putin uh, phát ngôn câu mà hùng hồn gì nè bất cứ nước nào mà coi như là tha uh, can thiệp vào chuyện nga với ukraine là sẽ trả một cái giá đắt kinh khủng chưa từng thấy trong lịch sử wow tức là theo ý của anh uh, anh uh, putin đó tức là À, anh sẽ đem hồ vũ khí nguyên tử ra để anh hù dọa giống như bây giờ. Ha, à, không chừng gì. Cái câu nói đó mà bây giờ anh uh, tuyên bố là uh, nâng mức cảnh báo hạt nhân uh, sẵn sàng chiến đấu gì lên đó. đó Nhưng mà mọi người thấy cái đĩa đây không? Mỹ với NATO đang viện trợ vũ khí cho Ukraine để mà giết lính Nga. <laughs> Ở trong cái cuộc uh, chiến mà gọi là uh, Ukraine nó bị uh, gấu Nga tấn công xâm lược trong khi rồi chưa kể nếu mà như vậy mà cũng chưa nữa đó thì mỹ với nato còn với khối châu Âu nói chung lại làm gì nữa khiêu chiến nga thêm cái nữa đó là gì bao dây cấm dặn nga bao dây cấm dặn nga là mọi người cũng đã thấy rồi đó đóng băng tài sản các ngân hàng lớn của nga bao gồm ngân hàng trung ương của nga ha cấm dặn nga mà không phải chỉ cấm dặn bình thường mà gọi là bao dây cấm dặn luôn tức là không làm ăn chung gì ở đây hết đó. tất cả các doanh nghiệp nước ngoài đều rút đi hết đó không tịch phong tỏ tài sản của các nhà lãnh đạo nga phong tỏ tài sản của các tài phiệt người nga đó đóng cửa bầu trời với ngay bên nga đóng cửa bên cảng với bên nga nói chung là không chơi với mấy con nga nữa mà cũng đá ra khỏi hệ thống thanh toán tiền tệ quốc tế nói chung và không cho nó sử dụng đồng Uh, tiền đô la mỹ đồng euro đồng uh, bảng anh với đồng viên tức là bốn đồng tiền chủ chốt để mà giao dịch quốc tế dĩ nhiên giao dịch quốc tế chính nữa là đồng euro với đồng uh, tiền đô la mỹ mà mọi người nghĩ xem mấy thằng gấu nga ngoại chừng nó bị phong tỏa cấm vận, mà bây giờ nó còn bị coi như là bị cấm sử dụng đồng tiền uh, uh, euro, đồng tiền đô la Mỹ, đồng tiền bảng Anh, đồ này kia để giao dịch quốc tế nữa. Vậy tức là bây giờ nó chẳng như nó không có phương tiện để giao dịch quốc tế tại vì nó bị đá ra khỏi hệ thống SWIFT rồi. Mà nó còn bị cấm sử dụng đồng tiền quốc tế tức là đồng tiền đô la Mỹ với euro để mà thanh toán quốc tế nữa. Vậy thì mọi người nghĩ xem nó sẽ giao dịch với thế giới bằng cách nào đây? Không lẽ nó dùng cái đồng tiền đồng rút của Nga để mà nó thanh toán quốc tế chắc mỗi một cái chiến giao dịch nó phải chở nguyên một cái chiếc tàu vận tải tiền qua thì đến thanh toán thôi chứ không có thể nào mà <laughs> mọi người thấy không? Và những cái hành động đó thì mọi người nghĩ xem, viện trợ vũ khí cho bên ukraine để giết lính nga và mỹ với nato viện trợ vũ khí cho bên ukraine giết lính nga và mỹ với nato liên minh châu âu cấm dẫn nga quỷ hoại nền kinh tế nước nga bao dây làm coi như cuộc sống của người nga đồng tiền mất giá không giặt giá lạm phát tăng, không, các hãng xưởng uh, doanh nghiệp nước ngoài bỏ đi hết không có làm ăn kinh doanh được, thậm chí là không có đi ra nước ngoài được luôn nữa. Đại khái là quỷ hoại nền kinh tế nước Nga. Thì vậy là khiêu chiến với Nga rồi chứ muốn như thế nào nữa. Đó, mọi người ý xem. Đó là cái hành động gọi là khiêu chiến đó. Đó, coi như là mà, <laughs> giống như là phá hoại luôn cái, cái 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 nói chung là trong tương lai là nước Nga nó không có cửa để nó phát triển nữa. Nói thẳng ra là như vậy mọi người có thấy bao giờ mà một nước đất nước nào mà bị bao dây bị cấm dặn bị phong tỏ coi như bị đóng băng tài sản bị nói chung là bị tùm lum hết mà nó có thể ngóc đầu lên được không nó không thấy ngóc đầu lên được cho dù nó có bự như gấu nga đi nữa thì nó cũng không có cửa được tại vì căn bản là gì nó không thể chơi với nhà giàu được mấy cái nước nhà giàu là đều là bạn của châu âu với mỹ không à nó không thể chơi với nhà giàu được nó chỉ có thể chơi với nước mấy nước nghèo trên thế giới thôi bên châu á châu phi thôi mà chơi với nước nghèo á, thì làm gì mà có cửa khá lên được mọi người có thấy cái nước giàu nào mà nó chơi với mấy nước nghèo mà nó khá không có nó phải chơi với nước các nước châu âu với mỹ thì nó mới khá được nhưng mà nga thì nó hết cơ hội đó rồi thì đó là những cái gọi là khiêu chiến đó mà dĩ nhiên nga nó làm, nó đâu có làm gì được châu âu với mỹ tại vì nó đâu chứ thứ nhất là gì kết quả ở ukraine mọi người cũng đã thấy rồi quân đội của Nga nó khá là cùi bắp nó hoàn toàn không có cửa nào để mà nó đấu với bên lực lượng của NATO hết đó mọi người có thấy cái đội quân nào cái quân đội chính quy nào ở một của một nước lớn trên thế giới mà nó hành quân giữa chừng cái nó bị hết xăng nó bị hết lương thực nó bị hết đạn dược không hên cho gấu Nga là gì là bên phía Ukraine á cái lực lượng không quân nó nó bị yếu hơn thành ra nó không thể tung máy bay để mà nó tới cái điểm tập kết của cái dàn xe dài mấy chục cây số của gấu nga để mà thả bơm hơn cho nó nếu không là coi như dàn đó chắc cũng thành một dàn sắc dụng dài mấy chục cây số dọn mà mệt xỉu luôn á và dĩ nhiên đó đó là gì quỷ mỹ với nato đang quỷ hoại nền kinh tế của nga mọi nghĩ xem xét về kinh tế là gì Nga làm gì có cửa cho dù Nga cộng với mấy tàu cửa nó cũng không có cửa nữa Mọi người nó nhớ là gì Mỹ với châu Âu mới có thể cấm dặn nước khác được Mọi người có bao giờ thấy cái nước khác mà nào mà nó có thể cấm dặn phong tỏ Mỹ với châu Âu được không Không có Tại vì sao đơn giản là mấy nước khác nó nghèo Nó nghèo thì coi như là gì Nó không có tiếng nói nó không có thế lực Thế thôi đơn giản vậy đó Wow thôi video đã dài xin chào tạm biệt mọi người nha Bye bye